Xin chào các bạn, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng phần mềm Microsoft Teams trên điện thoại để chúng ta có thể vào phòng học. Thì cái việc đầu tiên các bạn cần làm, nếu mà các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ search đó là Microsoft Teams để chúng ta tải và cài đặt cái phần mềm Microsoft Teams về điện thoại của mình nếu là iPhone ở trên App Store. Còn nếu các bạn sử dụng Android thì các bạn có thể cài cái sử dụng CS Play để chúng ta cài đặt phần này. Sau khi đặt xong chúng ta sẽ ấn mở để chúng ta đăng nhập vào hệ thống. Chúng ta sẽ dùng tài khoản mà nhà trường cung cấp, bao gồm đó là mã số sinh viên. Ở đây thầy ví dụ đó là thầy có 6 số 9, mã sinh viên của thầy a còng đồnganh.edu.vn, được không? Rồi thầy đăng nhập, sau đó là chúng ta sẽ nhập mật khẩu mà nhà trường cung cấp cho chúng ta, đó là password 1 a còng abc viết hoa. Chúng ta nhập y như vậy, mật khẩu bạn nào cũng sẽ như nhau. Rồi rồi chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần thêm thông tin thì chúng ta sẽ ấn bỏ qua vào lúc này để chúng ta tiếp tục luôn, tí chúng ta mai mốt chúng ta cập nhật sau. Thì đôi khi nó bị lag các bạn, thì chúng ta sẽ nhập lại, đăng nhập lại một lần nữa là chúng ta vô, chứ thường thường là nó không vô ngay. Chúng ta sẽ đăng nhập 2 lần để chúng ta có thể vô được hệ thống. Rồi chúng ta nhập như cũ các bạn ha. Rồi sau khi đăng nhập xong thì giao diện của chúng ta sẽ xuất hiện như sau. Vì đây là lần đầu tiên đăng nhập cho nên nó sẽ hỏi là bạn có muốn mở thông báo, muốn mở macro hay là tất cả những thứ linh tinh, thì bạn cứ tiếp theo và ok. Rồi ở đây có những cái tab rất là trò chuyện này, nhóm này, bài tập này, vân vân, nhiều cái lắm. Nhưng chúng ta quan tâm đến cái phần nhóm thì các bạn thấy cái để ý camera ở kế bên á, camera cái hình máy quay ở bên bên phải các bạn ạ, thì các bạn sẽ thấy là nếu mà hiện cái biểu tượng này tức là giáo viên người ta đang dạy thì các bạn ấn vô và ấn tham gia buổi học. Ấn tham gia thì chúng ta sẽ vô được cái buổi học của mình. Các bạn nhá, nhớ tắt mic, tắt video để chúng ta đỡ làm ồn bạn của mình, để chúng ta học thôi, chúng ta kết nối vô thì chúng ta sẽ thấy bài giảng của thầy cô nha các bạn nha. Rồi ok, đó là cái hướng dẫn đầu tiên để sử dụng chúng ta sử dụng điện thoại để chúng ta đăng nhập vào Microsoft Teams. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.